Ramsey là một đặc công điên khùng có khí bức người. Dù cho kẻ địch đang cách anh ta cả một bức tường, anh chỉ cần đạp một cước liền có thể tấn công được chúng. Thêm một phát nữa, kẻ tiếp theo liền dính đòn. Anh quay nhẹ người trong 2 giây liền gỡ tanh bành được khẩu súng trên tay địch. Viên đạn đang bay từ xa tới đã bị anh ngăn lại khi vừa sát lại gần mũi anh. Lão lùm súng râu ria này thực sự không phải là một bao thuốc nổ. Illuji hàng ngày không có việc gì làm, đều tới bãi cát để tản bộ. Đại ca này toàn chơi mấy trò khác người. Anh ta tìm tới 3 thanh niên trai tráng để đọ sức. Trên vai anh ta còn gõng thêm một người. Anh đã kéo được cả 3 người kia ngã xuống hố, vui sướng tới bến luôn. Lúc này đại ca cũng nhẹ nhàng cầm lấy dây bục châu và vùi nó xuống hố theo. Đó chỉ là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng lại mơ ước được trở thành một thầy giáo cấp cao nhất. Muốn vậy thì bắt buộc phải trở thành một gã trai thẳng, dám đi trên lưỡi dao. Nhưng trước khi Illuji kịp đem ước mơ của mình nói cho ba mẹ nghe, hai người già này đã cười đến nỗi rơi cả răng giả ra. Ước mơ không được ủng hộ, Illuji quyết định sẽ tìm một lý do hợp lý khác. Đó chính là một cuộc du lịch ngẫu hứng, nói đi là đi. Song đơn vị liền cử anh đi bắt sống tên tội phạm nổi tiếng nhất ở trong vùng tên Wuxi. Wuxi vừa nhìn thấy Illuji lập tức rút lui, lao thẳng ra ngoài cửa sổ tẩu thoát. Illuji đạp chân lên đầu một con chó, lấy đà lao ra đuổi theo ra ngoài. Wuxi cho thả ra thuốc khói và đã thành công trốn thoát khỏi Illuji. Hai người rượt đuổi nhau ra đến tận bờ biển. Wuxi lái xe máy phi đằng trước. Illuji dùng hết sức lao người lên, không biết là học được từ loài cá nào. Ao ao mấy cái đã đuổi kịp được Wuxi. Anh liền động tay động chân vào chiếc cano và khiến Wuxi bị lật người ngã ra. Ai mà ngờ được, Wuxi đưa tay ra từ phía sau, lấy ra một cái thủ pháo. Hai người họ trông như hai bà thím đang đánh bóng bàn vậy. Sau một vài hiệp, cuộc đấu đã đi tới hồi kết. Illuji lật tay đánh chiếc thủ pháo lên không trung. Chiếc thủ pháo rơi mạnh xuống và phát nổ, đánh tan hai người họ. Chỗ Illuji chỉ còn sót lại bộ áo siêu nhân trứng muối. Wuxi cho rằng đã túm gọn được Illuji. Giả dối, rõ ràng là lừa lọc. Hắn ta không hề biết rằng Illuji lúc này đã lấy được hành lý từ vật nuôi của mình và bắt đầu chuyến hành trình thực hiện ước mơ của mình. Ngồi lên máy bay và bay thẳng tới Mỹ. Ở trong chiếc lồng trên máy bay, anh đã làm quen được với hai người bạn. Đại ca này nhìn thấy khối tóc của hai anh bạn kia, liền nói với họ một đống kiến thức về cách nuôi tóc và chăm sóc tóc. Sau một hồi nói chuyện, Illuji đã dỗ được hai anh bạn đi vào giấc ngủ, xem chừng máy bay sắp hạ cánh. Vì muốn che đậy thân phận lúc trước, Illuji đã đặc biệt cạo sạch bộ râu đi và cắt bộ tóc giống hệt với anh chàng trên báo nước ngoài. Đồng thời cũng không quên giúp hai anh bạn kia sửa sang lại mái tóc cho thời thượng. Chủ nhân của chúng vô cùng hài lòng. Illuji ở trong chiếc lồng đang dùng hết sức mình để không rút dây động rừng. Anh đã dùng lưỡi để đẩy vặn con vít rơi ra, sau đó mở nắp và thoát ra, tiện tay dính lông chó lên người. Illuji sau khi đến nơi lập tức phi tới tiệm làm tóc. Xin chào người đẹp, tôi muốn đến ứng tuyển. Anh có thể làm được gì? Cắt gội, sấy uốn nhuộm, trừ những thứ này ra thì tôi không thể làm gì hết. Những lời này vừa bung ra đã khiến cho mọi người được một trận cười sảng khoái. Quả nhiên họ không cần tới anh. Sau một hồi lòng vòng, anh đã tìm tới cửa tiệm của Dali Weiwei. Illuji vì muốn được nhận làm, đã thể hiện hết khả năng của mình. Nào là đưa người trên không, hít đất tay không cần chạm đất. Anh cũng bày tỏ rằng không cần trả lương cho anh và còn định tự mình trả học phí. Đến lúc này Dali Weiwei đã hoàn toàn bị thuyết phục. Anh chàng bắt tay vào công việc, bỏ ra rất nhiều sức lực và cả sự nhanh nhẹn hoạt bát của mình. Bên này vừa cắt xong được một mớ tóc, anh đã nhanh chóng tới và quét sạch đi. Sau đó còn quét sạch tóc dính trên tay, trên cổ và trên áo choàng. Thậm chí đi vệ sinh cũng không xong, anh sẽ dùng hết sức để không có một cọng tóc nào bị rơi vãi trên sàn. Ok thua, vì muốn kiếm tiền nộp học phí, Illuji còn kiêm làm đủ loại nghề vặt, làm việc vô cùng nghiêm túc. Khi sếp nói có việc gấp, anh liền đạp mạnh ga phóng vèo đi. Khoảng cách tới Lincoln cỡ mấy chục mét mà cảm giác chỉ có 1 mét vậy. Đã quá muộn, giờ không thể kịp để thắt dây an toàn nữa rồi. Đích đến đã hiện ngay trước mắt. Illuji làm một màn biểu diễn cho xe quay tít 360 độ. Thành công đi tới điểm đích, thật may mắn. Hành động điên rồ này của anh vẫn chưa tiễn được ông sếp lên Tây Thiên. Thử nói xem có trùng hợp không chứ. Lúc này trong tiệm có một chuyên gia tạo kiểu tóc bước vào. Illuji liền diễn trò theo điệu nhạc, biểu diễn các điệu nhảy mang phong cách tự do của chính mình. Anh cật lực giới thiệu PR bản thân, nhưng cuối cùng không ép buộc được Dali Weiwei. Không ai ngờ được rằng đôi tay của Illuji lại có thể khiến khách hàng vui vẻ tới vậy. Anh có kỹ năng phục vụ khách hàng riêng biệt không giống ai. Đến chó cưng của khách hàng cũng tỏ ra hài lòng. Sau combo cắt gội sấy đã làm cho bà thím này trẻ ra cỡ 20 tuổi. Anh đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Ngày hôm sau, tiệm của Dali Weiwei mở cửa. Từ sớm đã có một hàng dài xếp hàng chờ đợi. Thậm chí có cả những bà lão cao tuổi cũng ghé tới. Việc kinh doanh thuận lợi, tiền nhà cứ nộp đều đều từng cục một. Tình cảm giữa Illuji và Dali Weiwei ngày càng tốt lên. Tiệm làm tóc lúc trước anh ứng tuyển, giờ cũng gọi điện thoại tới để lôi kéo anh về bên đó. Kinh doanh càng ngày càng tốt lên.
Thậm chí còn có chuyên gia bắt xe tới tận nơi để tìm Illuji. Nhưng tài xế đã ngay lập tức nhận ra Illuji. Hóa ra hai người họ lúc trước đã ở cùng một khu. Illuji có một lần tiện tay dắt luôn con dê của anh ta đi. Do đó, anh tài xế đã gọi thêm hai người bạn của mình tới. Định tới tiệm thuốc mua thuốc nổ để hại cửa tiệm của Illuji. Do dân trí thấp nên anh tài xế không biết mua loại thuốc nào. Ông chủ tiệm thuốc thì nghe câu được câu không, lấy ra một lọ cao trị bệnh trĩ. Ba người họ liền nghĩ, mua thuốc nổ thật là quá dễ dàng. Họ muốn mua nhiều hơn. Ông chủ tiệm liền lấy ra 20 hộp. Sau đó, họ liền quay đầu đi thẳng tới tiệm làm tóc. Anh tài xế dùng một tay kéo cửa kính ra, sau đó ném thuốc vào, rồi nhanh chóng cao chạy xa bay. Mấy người họ lập tức vui sướng nghĩ đã trả được thù. Illuji chưa nhìn thấy đồ này bao giờ, nên cầm về cho mẹ của bạn anh xem rốt cục là thứ gì. Bà thím ngửi một chút, rồi còn thoa lên hai tay. Cuối cùng, bà còn quyết vào miệng nếm thử. Thứ này sao ta lại không biết được? Đứa trẻ ngốc nghếch này, đây là cao bôi trị bệnh trĩ đó. Hai thanh niên ngán ngẩm, không biết nói gì luôn. Sau khi tiệm làm tóc làm ăn phất lên, chủ nhà lại tìm đủ mọi cách để đuổi họ chuyển đi. Hơn nữa, còn cho cắt nước. Nhưng Daily Weiwei lại tỏ ra mình không hề thiếu tiền thuê của chủ nhà và cũng nhất quyết không chuyển đi. Thực ra đây chỉ là âm mưu của một vị lãnh đạo công ty mới thành lập. Ông muốn cải tạo lại khu này thành khu phố thương mại hoàn toàn mới. Do đó, đã phái thêm 3 tên bát nháo tới phá quậy, gây chuyện. Illuji lần này đã quả quyết tấn công lại. Chỉ vài ba cái đạp và cú vung tay đã nhẹ nhàng hạ gục được bọn phá đám. Ở một bên khác, tài xế cùng với đồng bọn của mình đã liên lạc được với Guji trước đó. Guji vừa trông thấy Illuji vẫn chưa chết, đã lên kế hoạch tới Mỹ để diệt trừ anh. Buổi sáng thức dậy, đập hai quả trứng là có thể bồi bổ. Chúng còn tập luyện để chuẩn bị trước. Đánh bao cát, đánh vào tảng thịt lớn, cuối cùng còn đánh cả vào người thật. Tất cả đã được chuẩn bị chu toàn. Guji cũng đang chuẩn bị xuất phát, còn lấy súng bơm gia vị A làm súng, thanh để nướng xúc xích để làm thanh giảm âm, thêm hộp đạn lấy từ trong chiếc hamburger. Từ trong nồi dầu vớt quả lựu đạn lên. Phía Illuji cũng tỏ ra không hề yếu thế, bắt đầu có hành động chuẩn bị, lấy lựu đạn từ trong máy in và hỏa tiễn từ hộp nhạc. Cứ như thế, hai bên đã chuẩn bị cho một trận đấu ác liệt. Phía ông tài xế cũng đã tới để trợ giúp cho Guji. Một chiếc xe taxi 5 chỗ, cũng biết làm cách nào mà có thể có 20-30 người chui từ trong đó ra. Guji nhanh chóng nhập cuộc với bề ngoài hoàn hảo và bộ trang phục khoa trương. Đúng lúc hai người chuẩn bị tấn công chính diện, thì Dali Weiwei đã tới. Hóa ra, Dali Weiwei chính là chị gái ruột của Guji. Như vậy, Guji chính là em vợ của Illuji. Đây hóa chẳng phải là gây họa với chính người thân sao? Trong lúc mấy người này đang phân bua nhận họ hàng quyết thống, đoạn đường đầu phố tự dưng bị nổ tung. Hóa ra giám đốc công ty phát triển thương mại lại phái người tới làm loạn. Em vợ cùng với anh rể cùng song kiếm hợp bích. Vừa lên sàn một lúc liền hạ được một đám người. Hai người họ vừa đánh nhau, vừa nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện, Guji đã tiết lộ mơ ước của mình. Anh ta muốn trở thành một thợ làm giày. Tiện đây, còn bảo Illuji thử đôi giày do chính tay anh ta làm. Illuji vô cùng hài lòng, đồng thời còn để Guji đo chân của mình và đặt làm một đôi khác. Nhưng đúng vào lúc này, vẫn còn một kẻ không thiết mạng sống nữa. Hắn lấy lựu đạn ra và uy hiếp hai người họ. Hai người họ tận dụng tất cả những gì đã học được. Một người gầm rú lên như sư tử, thành công làm chấn động các ô cửa kính cho tới đèn đường. Tên lưu manh này lập tức toàn thân co rúm lại, tay vẫn cầm lựu đạn, hai môi run bần bật, nắp cống cũng chồng chành theo nhịp. Sau đó, đã đưa hắn bay lên. Cuối cùng, tên giám đốc với lòng dạ đen tối đã bị cảnh sát bắt đi. Vài tháng sau, con phố được thay đổi diện mạo hoàn toàn mới. Guji mở một tiệm giày, Illuji cùng với Dali Weiwei mở một salon tóc hàng năm sao. Bố mẹ Illuji lúc này cũng đã công nhận sự nghiệp của anh. Lúc này bà thím còn đặc biệt làm một bài thơ, đặc công chuyển nghề sang thợ làm tóc, kẻ thất bại ắt có tài. Chân thành theo đuổi ước mơ là một điều rất đáng có.